nên mua vàng ở cái mức giá khoảng 40.5 đến 41 theo cái đà xu hướng giảm của giá vàng thế giới và với cái dự báo sử dụng một số cái giải pháp phân tích kỹ thuật trên biểu đồ vàng của thế giới thì nhiều khả năng giá vàng có thể sẽ dịch chuyển và điều chỉnh về quanh cái mốc 1.400 À, 60 đô la Mỹ trên một ao sơ tức là so với giá hiện tại đang giao dịch của phiên giao dịch ngày 13 tháng 9 là 1504 đô la. À, tại sao lại như vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem video này. là kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 tới ngày mùng 4 tháng 9 năm 2019 giá vàng đã có một cái đợt tăng khá là mạnh từ mốc 1.210 đô mà lên tới đỉnh điểm của ngày mùng 4 tháng 9 là. 1560 đô. Như vậy là khoảng thời gian từ tháng 8 năm ngoái tới tháng 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 9 năm nay thì là nó khoảng đâu đó là một năm thì giá vàng tăng được uh, gần uh, 300 uh, 300 bao nhiêu anh chị em uh, bạn? 350 đô, khoảng 350 đô. Mức tăng 350 đô so với cái điểm xuất phát của ngày 15 tháng 8 năm 2018 là 1210 thì mức tăng đó tương đương với 28.9% và đây cũng là một trong những cái mức tăng khá là mạnh gần 30% à, cho cái khoảng thời gian là một năm thứ hai nữa là trong cái quá trình tăng kể từ tháng 8 năm ngoái tới đầu tháng 9 năm nay 15 tháng 8 năm 2018 đến 4 tháng 9 năm nay thì nó chia làm 3 giai đoạn Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn tăng từ ngày 15 tháng 8 tới ngày 18 tháng 2 và giai đoạn thứ hai là suy giảm và điều chỉnh từ ngày 18 tháng 2 tới ngày 23 tháng 5 và giai đoạn thứ ba là từ ngày 23 tháng 5 tăng tới ngày 4 tháng 9 và trải qua 3 giai đoạn theo một cái hình là lên, sau đấy điều chỉnh, sau đấy tăng tiếp. Đấy, anh chị và các bạn thấy là nó sẽ là hình như thế này và chúng tôi sẽ tính cho anh chị và các bạn từng cái đoạn tăng cụ thể là bao nhiêu phần trăm từ mốc nào lên mốc nào và giảm điều chỉnh bao nhiêu phần trăm từ thời điểm nào đến thời điểm nào. Thứ nhất là cái đoạn tăng đầu tiên từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 tăng tới ngày 20 tháng 2 năm 2019 tương đương với 6 tháng và cái mức tăng là từ 1.210 đô la mà tăng lên 1.374 đô la. Như vậy là trong khoảng 6 tháng thì giá vàng tăng được 164 đô, tương đương với 13,5%. Sau đó thì bước vào cái giai đoạn điều chỉnh từ ngày 20 tháng 2 năm 2019 tới ngày 27 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trong 3 tháng à, mức giảm chỉnh từ là từ 1.374 xác lập vào ngày 20 tháng 2 giảm xuống còn 1.283 vào ngày 27 tháng 5 tương đương với 90 đô và nếu so với lại cái mức giá đỉnh của ngày 20 tháng 2 là 1.374 đô thì mức điều chỉnh là khoảng 6,5% sau đó thì giá vàng bước vào cái giai đoạn tăng mạnh nhất trong giai đoạn kể một năm trở lại đây đó là từ ngày 27 tháng 5 năm 2019 và tăng liên tục tới ngày mùng 4 tháng 9 năm 2019 trong cái khoảng thời gian rất ngắn là 3 tháng 7 ngày. Mức tăng là từ 1.283 đô thì tăng lên mức 1.566 đô tương đương với 283 đô la Mỹ và mức tăng thì khoảng 22%. Giai đoạn này thì nó cũng đưa tới cái việc giá vàng của Việt Nam thì biến động mạnh nhất trong giai đoạn này từ mốc khoảng đâu đó gần 37 triệu mà tăng lên đỉnh điểm là gần 43 triệu 500 nghìn đồng trên một à, cây vàng thì đó là cái xu hướng của vàng trong vòng một năm vừa qua mà chúng tôi tập hợp và với anh chị và các bạn vậy thì cái câu hỏi đặt ra bây giờ là vậy thì giá vàng trong cái giai đoạn từ ngày mùng 4 tháng 9 tới giai đoạn sắp tới thì sẽ diễn ra như thế nào thưa với anh chị và các bạn thưa anh chị và các bạn là theo cái quan sát của chúng tôi thì trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy tức là khoảng 3 tháng 7 ngày của cái giai đoạn mà tăng giá ba nhịp trước đó một nhịp tăng, một nhịp điều chỉnh, một nhịp tăng, tăng cái đoạn cuối cùng này này trong 3 tháng 7 ngày. 3 tháng 7 ngày mà mức tăng là 283 đô la Mỹ cho một sơ tương đương với 22% thì cái câu chuyện trong những ngày gần đây thì giá vàng đang có dấu hiệu điều chỉnh từ ngày mùng 4 tháng 9 đến tới nay thì đang điều chỉnh từ mốc là đỉnh điểm của nó là 1566 đô la Mỹ và địch thấp nhất là vừa rồi thì nó đã giảm về tới cái mức là 1492 đô la Mỹ. Vậy nhiều người đặt ra là vậy thì căn cứ vào giá vàng thế giới để chúng ta căn để mua cái giá vàng trong nước vàng miếng trong nước hoặc là một số anh chị em và các bạn có thể là giao dịch vàng tài khoản thì có một cái phương pháp cực kỳ giản đơn mà chúng ta hay sử dụng đó là dùng Fibonacci nhưng có thể nhiều anh chị và các bạn không có 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 cái kỹ năng về phân tích kỹ thuật thì chúng ta cứ tính theo cái tỷ lệ tăng giảm thì nó sẽ phù hợp thì trong cái câu chuyện điều chỉnh xấu nhất là giảm 50% so với đoạn tăng trước đó tức là giảm khoảng 10% còn nếu như mà trong trường hợp bình thường thì giảm khoảng tầm 30% so với cái đoạn tăng trước đó, tức là nó giảm đâu đó khoảng tầm 7% giống như cái đoạn giảm 6,5% trước đó. Thì từ cái mốc mà 1566 mà giảm nếu như giảm 30% thì nó cụ thể như thế nào? Mà giảm 50% thì nó giảm cụ thể như thế nào? Bao nhiêu đô? Và cái mức mà chúng ta có thể kỳ vọng về cái giá vàng giảm xuống bao nhiêu là phù hợp để chúng ta có thể cân nhắc mua vào, thời điểm mua vào chúng ta đã có nhiều những video chia sẻ về bình luận về những cái cái gọi là xu hướng dài hạn những lý do tại sao giá vàng tăng trong dài hạn tại sao là xu hướng là trên trong dài hạn thì hôm nay chúng ta đang nói về câu chuyện giá vàng trong ngắn hạn và chúng ta sử dụng cái tỷ lệ tăng giảm trong ngắn hạn kỳ vọng và dự báo của chúng ta thì cụ thể nó như thế này cái đoạn tăng trước đó là tăng 283 đô la Mỹ cho cái khoảng thời gian tăng là 3 tháng 7 ngày và mức tăng là 22%. vậy thì chúng ta sẽ dự báo rằng là trong cái điều kiện mà nó điều chỉnh à, gọi là phù hợp là nếu như 50% của đoạn tăng trước đó là phù hợp nhất là tương đương với lại là 141 đô. 50% của 283 đô thì nó nằm ở khoảng tầm 141 đô và 141 đô như vậy thì giá vàng sẽ điều chỉnh về mức quanh quanh khoảng 1425 tới 1430 đô la Mỹ trên một ounce và cái mức giảm so với cái đỉnh điểm 1566 là khoảng đâu đó khoảng 9% đó là mức tăng mà mức 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 điều chỉnh phù hợp mà chúng ta giải ngân thì sẽ hợp lý nhất là tránh được những cái rủi ro giảm giá ngắn hạn. Còn nếu như mà thị trường mà mạnh thì với cái điều kiện tương đồng tức là chiến tranh thương mại Mỹ Trung leo thang mạnh hơn trong cái đầu tháng 10 rồi sang tháng 11 thì rất có thể thì giá vàng của chúng ta sẽ điều chỉnh gọi là nhanh hơn và mức điều chỉnh sẽ ít hơn thì nó tương đương với khoảng 30% của giai đoạn tăng trước đó là 30% của 283 đô thì nó tương đương với khoảng 95 đô và nó khoảng đâu đó là à, giảm khoảng tầm về 1471 tức là vừa đây vừa rồi đây thì nó đã giảm về khoảng 1490 rồi thì khoảng giảm khoảng 20 đến 25 đô nữa thì nó tương đương với khả khoảng, khoảng quanh quanh vùng 1465 1470 và cái mức suy giảm 95 đô đến 100 đô À, cho cái đợt giảm uh, điều chỉnh này thì nó khoảng 6% so với cái mức là 1566 sáu xác lập thì sau đó thì nó sẽ tạo đáy đi lên thì chúng ta có hai cái dự trù như vậy thì trong cái trường hợp nó giảm 100 đô thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và quan sát thêm những cái tình hình biến động của kinh tế vĩ mô cái việc gọi là chiến tranh thương mại Mỹ Trung càng leo thang thì cái giá vàng nó cái thời gian điều chỉnh của giá vàng nó càng ngắn lại và cái biên giảm điều chỉnh nó sẽ càng ít ít đi. Còn nếu như mà cái việc mà đàm phán nó có nhiều kết quả hơn, tích cực hơn một chút, thì cái giá vàng nó sẽ giảm sâu hơn, nó điều chỉnh đi ngược với lại, tức là căng thẳng càng nhanh thì giá vàng giảm càng nhanh, à, cái giá vàng giảm càng ít và thời gian giảm càng nhanh. Còn nếu như căng thẳng mà càng, càng 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 ít đi, giảm bớt đi, thì giá vàng nó điều chỉnh lại càng sâu hơn theo cái tỷ lệ chúng tôi vừa nói và nó có nguy cơ là giảm sẽ lâu hơn thì có thể là chúng ta sẽ có một cái đợt điều chỉnh giống như cái đợt điều chỉnh của cái nhịp mà nhịp nhịp giãn trước đó mà chúng ta vừa vừa phân tích ở ở đầu video á thì nó sẽ giảm đâu đó khoảng tầm hai uh, uh, tháng gì đó khoảng hơn hai tháng tùy thuộc vào tình hình thực tế của cái việc mà tổng thống mỹ quyết định thì chúng ta không thể đoán chính xác được cái câu chuyện là mỹ muốn gì ở trung quốc và cuộc chiến thương mại mỹ trung sẽ leo thang như thế nào nên chúng ta buộc phải quan sát kỹ cái việc này sau đó chúng ta đưa vào những cái số liệu chúng ta đã dự báo như chúng tôi vừa làm với anh chị và các bạn thì chúng ta sẽ đưa ra được cái kết quả và với cái những cái dự báo thì chúng ta thấy được rằng là cái kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể giải ngân và để không có rủi ro ngắn hạn là ở vùng 40.5, 41 uh, triệu trên một ounce, tương đương với lại giá vàng nó xoay quanh khoảng tầm 1425 tới 1430 đô la Mỹ trên một ounce. Còn ở trong nước thì 40 40 41 gì đấy, trong cái khoảng 40 41 triệu một uh, cây vàng là chúng ta mua vào là rất hợp lý luôn và kỳ vọng của chúng ta là giá vàng thế giới thì lên khoảng uh, 1 8 đến 1009 bằng với cái đỉnh cũ năm năm xưa. Uh, rồi sau đó chúng ta sẽ dự báo tiếp những cái video tiếp theo. Còn giá vàng trong nước thì nó sẽ nằm ở khoảng tầm 48 đến 50 triệu trong so với cái đỉnh cũ của, của những cái năm về trước trong cái đợt khủng hoảng nhà đất 2007 và như vậy thì nếu mua ở quanh dưới 41 thì chúng ta cũng có một cái dư địa lợi nhuận là nó nằm ở khoảng tầm 7 đến 8 triệu thì so với cái giá mua là 40 41 thì chúng ta cũng lời được khoảng 20% cho cái nhịp tăng tiếp theo thì đó là cái điều rất rất tuyệt vời với anh chị và các bạn rồi và đây cũng là cái câu trả lời với rất nhiều anh chị em và các bạn quan tâm là nên mua vào giá vàng ngắn hạn ở đâu để tránh rủi ro và nên à, kỳ vọng lợi nhuận như thế nào và anh chị và các bạn vui lòng tiếp tục cập nhật những cái video tiếp theo bởi vì cái chiến tranh thương mại mỹ trung nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào thì chúng ta sẽ có những cái dự báo mới những cái chia sẻ mới để anh chị và các bạn có thể định lượng cân nhắc và tham khảo để đưa ra cái quyết định đầu tư phù hợp nhất đừng quên là ủng hộ chúng tôi bằng việc là chia like chia sẻ và đưa ra những cái bình luận những cái câu hỏi mà anh chị và các bạn muốn nghe để một cái chủ đề mới muốn nghe thì chúng tôi sẽ tập hợp để đưa ra một cái chủ đề mới nữa là anh chị và các bạn cùng quan tâm thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn